Tam Quốc là một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử Trung Quốc, đã tạo ra không biết bao anh tài kiệt xuất mãi mãi lưu danh hậu thế. Ngay cả tên và biệt hiệu của các anh hùng ấy cũng có hàm nghĩa sâu sắc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số tên của anh hùng thời Tam Quốc để xem tên và tự có ảnh hưởng thế nào đối với vận mệnh của họ trong video ngày hôm nay. Một, Tào Tháo, tự Mạnh Đức. Tháo là Tiết Tháo, Đức Hạnh, Mạnh Đức là Đức Lớn, do đó tên và tự gần nghĩa, bổ sung tăng cường cho Tháo. Hồi nhỏ Tháo còn có tên là Cát Lợi, nghĩa là may mắn. Chính vì có Đức Lớn, Tiết Tháo lại có may mắn, nên Tào Tháo tuy xuất thân từ gia đình bình thường mà sau này được làm Ngụy Vương. Tào Tháo đúng là bậc anh hùng Tiết Tháo, tài đức khiêm bị. Ông đích thân dẫn quân Nam Trình Bắc Chiến, đánh tan giặc Khăn Vàng, dẹp loạn Đồng Trác, tiêu diệt Lã Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu, bình định Tây Lương, khi quyền khuynh loát thiên hạ. Nhiều người khuyên ông nên thay nhà Hán xưng đế, nhưng ông nhất mực từ chối, một lòng phụng thiên tử, lệnh chư hầu. Tào Tháo chỉ nhận làm Ngụy Vương. Mặc dù nước Ngụy đang rất mạnh, nhân tài theo Tào Tháo nhiều nhất, của cải dân cư đông đúc nhất, binh lực cường thịnh nhất. Trong khi đó, các chư hầu như Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Bị, Tôn Quyền đều lần lượt xưng đế. Ông được người đời sau đánh giá, tính kế bày mưu, đánh dẹp trong nước, tỏ phép hay của thân, thường, bày kế lạ của Hàn, Bạch. Chọn dùng người tùy hiền vào tài năng, quyền biến ngang dọc, không hiềm thủ cũ, rốt cuộc nắm giữ mệnh vua, làm nên nghiệp lớn. 2. Lưu Bị, tự Huyền Đức. Bị nghĩa là đầy đủ, sẵn sàng, Huyền Đức nghĩa là sâu xa, huyền bí. Do đó bổ sung cho Bị, Huyền Đức ứng với Lưu Bị là dòng dõi nhà Hán, họ xa với vua, nên được thừa hưởng các đức sâu xa của nhà Hán. Khi đã có chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, lại có đức sâu xa, thì từ anh nhà nghèo hàng ngày bện dây cỏ bán để mưu sinh, đã trở thành hoàng đế nhà Hán, tức Hán Triều Liệt Đế. Lưu Bị là người cẩn thận, khéo che giấu chi lớn, chuẩn bị lực lượng chờ thời, nổi tiếng là người nhân đức, khiêm hạ, cung kính, hậu đãi hiền tài, để lại nhiều điển cố, Đào Viên Kết Nghĩa, Tam Cố Lưu Mào, và tích Thanh Mai Tửu Luận Anh Hùng, Mơ Xanh Uống Rượu Luận Anh Hùng, cho thấy chỉ có bậc anh hùng mới biết anh hùng. Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia. 3. Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh. Lượng nghĩa là sáng, soi sáng, thanh cao. Khổng Minh nghĩa là sáng suốt, thông suốt, là sự bổ sung tuyệt vời cho Lượng. Có lẽ vì sáng suốt, thanh cao, thông suốt nên ông là bậc tính toán như thần. Khi Lưu Bị chết, ông vẫn cúc cung tận tụy nhà Hán, do anh chàng A Đầu rốt nát làm Hán đế. Đến nay, danh tiếng của ông vẫn được người đời ca ngợi và kính trọng. Ông không những là nhà quân sự kiệt xuất, còn là nhà chính trị tài năng. Khi thu phục nhân tâm dần miền Nam, nhà phát minh đại tài với trâu gỗ ngựa máy, đèn chơi và là nhà tiên tri, Gia Cát Lượng cũng là nhà văn hóa tư tưởng trong các tác phẩm của ông để lại như Bình Pháp, Mã Tiên Khóa, Xuất Sư Biếu, Giới Tử Thư. Gia Cát Lượng có tên hiệu là Ngọa Long Tiên Sinh, nghĩa là tiên sinh rồng ngủ. Ông có đủ tài đức để làm một bậc đế vương khi được Lưu Bị phó thác, nhưng ông không có hàm ý làm hoàng đế, cúc tung tận tụy, đóng nốt vai diễn của mình rồi ra đi. Đời sau, Lưu Bá Ôn, một mưu thần nhà Trung Nguyên Chương, lập ra nhà mình, cũng là quân sư, chính trị, tiên tri đại tài, cũng phải khen Gia Cát Lượng rằng: "Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả." Ý nói cổ nhân và hậu nhân sau này đều không ai sánh bằng Gia Cát Lượng. Cái chết và mộ của Gia Cát Lượng cho đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Cuốn sách Tiền Mã Khóa của Gia Cát Lượng là cuốn sách tiên tri đã đưa ra rất nhiều dự đoán sau khi ông mất. Một trong các dự đoán chính xác đó là sự kết thúc của triều đại phong kiến với hoàng đế cuối cùng Tuyên Thống trong khóa thứ 9 và khóa thứ 10. Tiên đoán ra đời của nhà nước Cộng Hòa vào năm Tý, chính xác là năm 1912, Tôn Giật Tiên thành lập nền Cộng Hòa. 4. Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt. Ý nghĩa là tốt đẹp, người có bốn nét đẹp: ôn hòa, nhu mì, sáng láng, thiện trí. Trọng đạt nghĩa là thành đạt lớn. Nó bổ sung cho Ý, sinh ra trong một gia đình bình thường thời tao loạn. Gia đình ông phải chuyển nhà nhiều lần để lánh nạn. Nhưng với cái tên là người ẩn nhẫn, có chí lớn, nên ông đã làm đến đại tướng, rồi đại thái phó, nắm quyền lực của nhà Ngụy trong tay, để rồi cháu ông Tư Mã Viên lập ra triều Tấn. Gia Cát Lượng thời cơ diệu toán, xuất quỷ nhập thần, huyền ảo khôn lường. Trong tay Gia Cát Lượng có nhiều tướng tài, lại phát minh ra trâu máy ngựa gỗ, vận chuyển lương thực. Vậy mà 6 lần ra Kỳ Sơn đều bị Tư Mã Ý chặn đứng, cả 6 lần đều bị thất bại và rút lui, đủ cho thấy tài năng mưu lược của Tư Mã Ý là như thế nào. Tư Mã Ý có tầm đại nhẫn, khi
Khi Gia Cát Lượng gửi cho Y Phục đàn bà để sỉ nhục nhằm khích Ý xuất quân, Ý vẫn vui vẻ nhận và mặc ngay trước mặt các sứ giả và các tướng lĩnh. Cái tâm đại nhẫn này có thể sánh với việc Hàn Tín chui háng tên Vô Lại. Tư Mã Ý là bậc đại tài, không hiếm lộ tài năng. Ông cực kỳ am hiểu âm luật, hiếu mệnh trời và tinh thông đạo lý tương sinh tương khắc. Khi Tư Mã Ý đem quân, thấy Gia Cát Lượng mở cửa thành đánh đàn, Ý lắng nghe lệnh rồi rút quân. Ý nói rằng tiếng đàn tranh này mạnh bạo, giống như sóng ba đảo, cuồn cuộn nổi lên tựa như có bá vạn hùng binh, giống như dòng suối róc rách. Nếu như không là người tình Ý, chắc chắn không thể ngờ được. Tư Mã Chiêu hỏi lại: "Thưa cha, chỉ là sợi dây đàn có thể truyền thần tới vậy sao chứ?" Ý trả lời: "Tâm loạn, tiếng đàn sẽ rối loạn, tâm tịnh, tiếng đàn sẽ yên tịnh thôi. Tâm loạn thì âm loạn, tâm tịnh thì âm sắc." Nghe Gia Cát Lượng đánh đàn, nhìn rõ tâm can hắn, ta nghe được tiếng đàn của Gia Cát Lượng là một vinh hạnh rồi. Sau đó lập tức truyền lệnh rút quân, Tháo rút khỏi Tây Thành, quân Ngụy rút rồi chạy. Gia Cát Lượng thốt lên: "Trời xanh cứu ta, Tư Mã Ý thực là hiểu âm luật." Về phần Tư Mã Ý về đến trại, kéo ghế cho Tư Mã Sư ngồi, nghe con nói quá trình Tây hành rồi bảo: "Ta thua Khổng Minh ở số trời không giúp ta." 5. Chu Du tự Công Cần. Du nghĩa là ngọc đẹp, Công Cần nghĩa là viên ngọc đẹp của Trung. Chu Du thân hình vạm vỡ cao lớn, thể chất tráng kiện, dung mạo tuấn tú, ông còn văn hay võ giỏi, nho nhã, tinh thông âm luật, có tài năng quân sự phi phàm. Sử sách có chép, khi Chu Du ở tuổi thiếu thời đã tinh thông âm luật, chơi đàn rất hay, cho dù sau khi uống ba chung rượu, người chơi nhạc chỉ sai một tí chút, ông đều có thể nhận ra, đồng thời lập tức quay đầu nhìn người chơi sai rồi chỉ bảo. Do Chu Du tướng mạo anh tú, các cô gái chơi đàn vì muốn được ông để mắt đến, thường cố ý chơi sai nhạc phổ. Trước đại binh 80 vạn quân của Tào kéo xuống đánh Giang Đông, cả triều đình Đông Ngô sợ hãi bàn đầu hàng. Chu Du nói với Tôn Quyền rằng: "Tướng quân thần võ hùng tài và lẫm liệt của cha anh, cát cứ Giang Đông đất ruộng mấy ngàn dặm, tinh binh đủ dùng, anh hùng lạc nghiệp, xứng đáng tung hoành thiên hạ." Du chỉ ra rằng quân Tào không giỏi thủy chiến, hơn nữa mùa đông giá lạnh, ngựa không lương thảo, binh sĩ xa xôi đến, không hợp thủy thổ, ắt sẽ sinh bệnh, mà đây lại là đại kỵ trong dụng binh. Lưu Bị cũng khen Chu Du rằng văn võ thao lược, là anh hùng của vạn anh hùng. Chu Du được thi tiên Lý Bạch ca ngợi trong bài thơ: "Xích Bích hát bài tiễn biệt, hai rồng chinh chiến huyết thư hùng. Xích Bích lâu truyền quét sạch trơn, biển lửa rực trời mây sáng. Chu Du đại phá Ngụy Tào công." Vậy mà con người tài hoa tráng kiện vạm vỡ đó lại đột ngột sinh bệnh chết ở tuổi 36. Thật ứng với cái tên Du, ngọc đẹp, tên tự Cần, ngọc quý. Ngọc đẹp ngọc quý thì phải nâng niu gượng nhẹ, cất giữ cẩn thận, nếu không sẽ dễ vỡ. Nếu Chu Du là một văn nhân, nghệ sĩ thì có lẽ cái tên sẽ hợp với mạng. Đằng này ông lại là đại đô đốc chinh chiến, dặm trường, nơi mũi tên hòn đạn, thì cái tên và tự của ông là nghịch mệnh vậy. Trong trường hợp này, nếu đặt tên tự tương phản như Đào Tiềm thì có lẽ số mệnh của ông sẽ khác. 6. Tôn Quyền tự Trọng Mưu. Quyền tức là quyền thế, quyền biến, Trọng Mưu tức là mưu lớn, cũng là bổ sung tăng cường cho quyền. Tôn Quyền được thừa hưởng đất đai ở cõi Giang Đông từ anh trai là Tôn Sách, ứng với có quyền thế. Quyền 18 tuổi đã đứng đầu cõi Giang Đông, nhiều anh hùng hào kiệt giữa thiên hạ đại loạn. Nhờ có mưu lược, Trọng Mưu mà thu phục được nhân tâm, đoàn kết phe phái, tuổi nhỏ mưu cao chi lớn, cuối cùng lên ngôi hoàng đế, tức Ngô Đại Đế. Tôn Quyền là bậc kỳ tài, 15 tuổi đã cai quản cả vùng Dương Tiện, 18 tuổi ông nối nghiệp anh cai trị Giang Đông, là người quyền biến và mưu lược, có tầm nhìn xa trông rộng và hùng tâm tráng trí, quyết đoán gạt phăng chủ ý của quần thần, lựa chọn ý kiến Chu Du, lấy ít địch nhiều, phá tan đại quân 80 vạn binh hùng tướng mạnh của Tào Tháo, tạo nên thế chân vạc hùng cứ một phương. Quyền biến và mưu lược giúp ông nắm quyền thống trị lâu nhất so với các vương đế cùng thời. Tôn Quyền là nhà chiến lược tài ba, có năng lực vượt trội, được thể hiện ở nhiều lĩnh vực, nắm quyền chính trị, quân sự, bành trướng lãnh thổ, phát triển kinh tế. Lúc Tôn Sách sắp mất, gọi Tôn Quyền đến và bảo rằng: "Gây dựng cơ nghiệp, quyết đoán được thua ở vài trận đánh, tranh giành thiên hạ, Khanh không bằng ta. Chiêu hiền đại sĩ giữ gìn cơ nghiệp, ta không bằng Khanh." Tào Tháo là bậc anh hùng hiếm có trong thiên hạ, cũng phải thốt lên khen Tôn Quyền rằng: "Hồ phụ sinh lần nhì, sinh con nên như Tôn Trọng Mưu." Tư Mã Viên tự An Thế. Viên nghĩa là nóng nực, nóng nảy, và cũng cùng tên với Viêm Đế, một trong hai thủy tổ của người Hán là Hoàng Đế và Viêm Đế, nên người Hán tự xưng là con cháu Viêm Hoàng. An Thế nghĩa là an bang tế thế, ổn định quốc gia, cứu giúp đời. Có lẽ cũng vì vậy mà ông đã lấy được Giang Sơn từ nhà Ngụy, lập ra nhà Tấn, lên ngôi Hoàng Đế. Tư Mã Viêm tức Tấn Vũ Đế, có tài an bang tế thế,
nhanh chóng tiêu diệt nước Ngô, thống nhất Trung Quốc, kết thúc cục diện nội chiến hơn 100 năm. Ông cũng là người nhân hậu, với ba vị hoàng đế cũ là Ngụy, Ngô, Thục, ông cấp đất, phong cho hưởng đủ phú quý sung túc, khiến các triều thần của ba nước cũng đều quy thuận. Nhờ tài an bang thế thế của ông, mà chỉ sau khi ông lên ngôi được 8 năm, đã xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, thịnh trị, mà người đời sau gọi là Thái Khang Trị Trị, khiến quân Hung Nô không dám nhòm ngó, quấy nhiễu cướp bóc như giai đoạn trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nhớ ấn like và subscribe kênh Câu Chuyện Lịch Sử để theo dõi những video tiếp theo.